Hôm nay là cây sầu riêng và mít của mình trồng hôm nay là được như là khoảng hơn 20 ngày đó hay sao mọi người, hơn 20 ngày gần 1 tháng hay sao đó mình không nhớ nữa. Thì nó chơi chơi nó tóm chung là hai trên 20 ngày á. Thì bây giờ hiện tại là các cây sầu riêng mình nó bắt đầu nó ra cơi đồng loạt nha mọi người. Ở trên đây á, thì mình trồng sau hàng trồng sau nha mọi người. Ở tuốt trên kia thì cái hàng trên kia mua xuân kinh, tuốt trên kia trồng chung với anh Sáu với Thái đó ha. Thì mình trồng trước ở đây, trồng trước ở đây khoảng 4-5 ngày đó, rồi sau đó ở đây mình mới trồng đó. Thì ở đây bắt đầu nó chuẩn bị ra cơi rồi, ra cơi đồng loạt nha mọi người. Thì trong cái thời gian mà mình chăm sóc trong vòng 20 ngày đến đây á, thì nó cũng gần 1 tháng rồi mà nó trên 20 ngày không biết bao nhiêu chính xác nữa. Thì cây dầu nó bắt đầu cái cây nó ổn định cái cây rễ và bắt đầu nó ra rễ và nó đi cơi nha mọi người. Đây nè ha, đây cái cây này nó tóm là mình mới trồng á, mình cũng không cần gì tốt cho mấy đâu mọi người ha. Anh em mới trồng thì tất nhiên ai cũng lo cái cây sầu riêng mình nó bị cháy lá, nó bị rụng lá này kia hết trơn ha. Đó, nó đầu đi cơi nè đó thấy anh. Thì mình mới xịt thuốc cái gầy hôm qua nha mọi người, mình xuất xịt thuốc gầy nè và mình cộng thêm vi lượng á, có cái chai mới mà hôm qua mình xịt đó và thằng bệnh nha mọi người đó. Thì bắt đầu nó đi cơi nè, nó đi cơi đồng loạt hết rồi nè. Trời nắng, tháng nắng mà mình giữ cỏ ở đây thì nó rất là mát luôn nha mọi người đó. Nè nó đang đi cơi đồng loạt nha mọi người, đi này là mình xịt gầy được nha mọi người đó. Nói tóm lại là anh em trồng sầu riêng á thì những cái lá như thế này á, thì không có ảnh hưởng gì đâu nha mọi người, quá không ảnh hưởng gì hết trơn nha. Nó chỉ sốc cây, nó bị yếu cây thôi, trong vòng khoảng 1 tháng cho lên là cây nó sẽ ổn định lại và nó sẽ ra cơi mới và mình chăm sóc cơi mới nha mọi người đó. Lúc đầu mình trồng sầu riêng mình thấy những cái lá này mình lo lắm nè, lo lắm luôn, sợ cây nó chết. Mình hỏi anh em kia nó lúc mình mới trồng cái năm năm mấy trước á, mình đang đi đầu tiên trồng á, thì nay mình những kinh nghiệm á, thì đối với mình thì không có vấn đề gì á, không phải kinh nghiệm mà là đó cây, nói tóm lại cây sầu riêng mình nó bị cháy lá như này là không có vấn đề hết trơn nha, bình thường đó. Quan trọng là mình cái cơi này mình phải chăm sóc cái nó cho nó chu đáo, cho chăm sóc cho để lấy cái cơi nha mọi người. Hơn 20 ngày đó mọi người, hơn 20 ngày mà không biết bao nhiêu ngày nữa thì cái cây nó ổn định rồi, nó rễ bắt đầu nó ổn định và nó ra rễ nha mọi người. Đây nè anh em thấy nè ha, nó ổn định rồi, bây giờ nó ra cơi nè, nó ra cơi rồi có nghĩa là cái rễ nó đang ra rồi mọi người, đã ra rồi nha, cái rễ nó đã ra rồi đó. Thì bắt đầu nó ra cơi, nó ra rồi thì nó nuôi cây, nó hút dinh dưỡng rồi mới nuôi cơi này được nha mọi người, chứ không phải là nó đang ra nha. Mà nó đang ra rất là mạnh luôn á, rễ á. Thì mình có clip trồng từ lúc trồng đến đến 1 tháng á, là mình xịt thuốc gì và mình bón phân gì, mình kích rễ như thế nào đó mọi người ha. Thì mình trồng đến nay mình kích rễ được 3 lần, là lần thứ nhất á, lần thứ nhất là mình trồng, là mình trước khi trồng á là mình nhúng cái bầu vô cái thuốc kích rễ và nắm bệnh trong cái bầu cái xô mà cái xô mọi người ha. Mình bỏ kích rễ nè, thuốc bệnh ở trong cái xô đó ha, và sau đó mình nhúng vô đó, có nghĩa là vừa trị nấm bệnh và nó đồng thời nó có chất humic ở trong đó luôn cho nó kích rễ luôn nha mọi người đó. À, những cây cây nó mọc ra như này thì anh em ra loại bỏ nha, nó đừng cho nó ra. Nhưng cái nhánh này thế này thì mình cứ loại bỏ luôn ha, mình không có để nha mọi người đó. Nhánh này, nó ra cái đợt đợt à, thì bỏ đi cho anh tập trung được cái trên thôi. Cái lá của nó bị cháy cháy như này là lúc đầu mình ai cũng trọng vậy chứ lo lắm, ơ chứ sao nó bị cháy rồi, hỏi sợ chết này kia ha, hỏi thuốc mấy anh chị thôi đừng có chị chứ á, cứ 7 ngày mình xịt, 10 ngày 7 ngày mình xịt bệnh thôi đó. Ở cây khi trồng khoảng 1 tháng trở lên là cây nó sẽ ổn định lên mọi người. Cái cơi đầu tiên quan trọng nha, cái cơi này mình phải giữ cho cái cơi này nó đẹp nha đó. Nhiều khi mình trồng cũng lá trơn nè, anh em thấy nó ra cơi này không, nó đang ra nè đó, là nó chứng tỏ là nó đang ổn định luôn rồi ha, nhú ra nè, nó ổn định đó. Anh em thấy cái tàn của nó chứ quất không nè, không sao hết trơn á, nữa mình sửa lại khoảng trong vòng khoảng 3-4 tháng sau mình sẽ sửa lại. Anh em thấy cái cây của mình nó cũng đâu có đẹp gì đâu phải không, nó nè nó cháy lá nó tùm lum hết trơn này không đó.
Thì bắt đầu nó ra cơi ổn định lại nè. Cái cơi này nó cơi nó mới đẹp nha mọi người. Lần thứ nhất á, thì mình sẽ bỏ humic vô cái thùng B khoảng 20 lít, 19 lít. Và mình bỏ thuốc điều trị nấm bệnh trong đó luôn ha. Và thuốc sâu gầy gẹp sáp gì đó ha. Rồi sau đó mình nhúng cái số bầu mình lột ra cái bao này nè, cái bao đen này ha. Mình lột ra mình nhúng vô trong đó, nhúng cho ngập cái bầu luôn, cho nó thấm vô bầu, mình dở lên cho nó ráo một tí xíu rồi mình đem lên mình trồng thẳng xuống luôn. Lần nhất đó. Lần thứ hai kích kể nha. Lần thứ hai á, thì khoảng 1 tuần sau thì bắt đầu mình sẽ cho, tốt nhất á, là mình 1 tuần sau là mình thêm một kích rễ nè. Mình ngâm kích rễ là humic á, humic nào cũng được, những kích rễ là được ha. Ở là mình ngâm thêm một cái thằng phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ nở. Anh em có hữu cơ nở thì lót ở dưới thì không sao, còn nếu mà không có thì mình, nếu mà không có lót ở dưới thì mình khoảng 2 4 5 kg phân hữu cơ vi sinh á. Hữu cơ vi sinh nha mọi người, vi sinh nó sẽ tốt nha, nó cho cây mình nó xanh và nó ấy nha đó. Thì mình ngâm và mình hòa tan vô, mình hòa tan ở trong cái nước cho bóp nhuyễn, giống như là cát mình vậy ha, nhuyễn ra cho nó đều luôn. Rồi sau đó mình ngâm khoảng 5 lít nước. Rồi sau đó là mình tưới một thùng dồi 10 lít, 10 lít hoặc là 10 20 lít gì đó ha. Thì mình pha một chén hoặc là 2 chén vô cái thùng dồi đó, và một thùng dồi đó 20 lít, thì mình sẽ hòa tan ra, mình tưới cho khoảng 4 5 cây sầu riêng. Một cây sầu riêng là khoảng 1,5 lít đến 2 lít là được rồi mọi người ha, 1 lít đến 2 lít tùy theo cây nha, mới trồng đó. Rồi sau 1 tháng sau mình sẽ tưới lại một lần thứ hai nha mọi người, tưới lần thứ hai vẫn như vậy nha đó. Còn nếu mà anh em mà muốn cho cái cây nó mạnh hơn thì mình có thể là mình thêm một phần hóa học vô. Mà hóa học á thì cái thằng nhẹ thôi nha mọi người, ví dụ như là mình pha cho, mình tưới cho trong vòng, và mình tưới cho 100 cây sầu riêng đúng không? Mình tưới 100 cây sầu riêng mình chỉ để vào khoảng 50 gram thôi nha mọi người, không tới 100 gram nha, 50 gram thôi, thật là lợt luôn. Mình sẽ bỏ 50 gram vô cái thằng thằng humic nè, thằng phân hữu cơ vi sinh nè. Còn hoa khỏi cũng được, nó khỏi phân hóa học cũng được đó nha mọi người. Mọi người muốn bỏ thì bỏ, không muốn bỏ thì thôi nha, không sao chứ á, không ảnh hưởng nha, cây nhỏ thì ai nói ảnh hưởng đâu. Miễn là nó lợt, nó không có đủ cái chất lượng của nó trong đó là được ha. Nó lợt thiệt là lợt luôn đó. Để cho nó kích cái cơi của mình nó ra nó mạnh ha. NPK đó mọi người đó. Nè giờ cái này nó mú ra nè ha mọi người. Nó lú ra cái này thì mình loại bỏ nha đó. Loại bỏ nó. Cái này loại bỏ nó hết luôn đó. Ở dưới đây loại bỏ luôn nè mọi người. Cái này mình cho nó cân bằng ha. Con này loại bỏ luôn nha mọi người đó. Loại bỏ hết. Thì mình loại bỏ chủ yếu là cho cái tặng trên thôi. Thì cây mình được 20 ngày thì nó như thế này nha mọi người. Đó. Về chăm sóc còn lâu lắm mọi người, tới mấy năm trời lận á. Tới 3 4 năm trời lắm. Mình cũng không, cây nhỏ này mình cũng không có đổ gì nhiều nữa. Đó. Cây nhỏ thì quan trọng là cái bộ rễ nó và cái nấm bệnh trên cái thân rễ lá của nó được rồi mọi người. Ha. Chứ đừng có ấy quá thì nhiều quá thì cũng tốn tiền lắm mọi người. Anh em thấy nè, nãy giờ mình quay nó ra cơi đồng loạt hết trơn nè mọi người ha. Nó ra như thế này nè, rồi mới xịt gầy hôm qua, xịt gầy sàn cọng hút sâu luôn nha mọi người. Thì cứ 10 ngày 7 ngày mình tưới kích rễ một lần ha. Lần thứ nhất á là trước khi trồng mình có kích rễ rồi, và 7 ngày sau mình sẽ cưới thêm một kích rễ nữa đó, và cộng thêm hữu cơ vi sinh vô nha mọi người. Và trong vòng 1 tháng sau á thì mình mới 20 ngày sau, 10 ngày nữa mình sẽ tưới thêm kích rễ, mình mới tưới thêm kích rễ nữa đó, là mình tưới sử dụng được 3 lần kích rễ nè, là bữa nay là hơn 20 ngày rồi đó, là 3 lần kích rễ đó mọi người ha. Là bây giờ mình sẽ không không xài nữa nha, không xài nữa. Thì khoảng hơn 1 tháng nữa, có nghĩa là từ lúc trồng đến hơn 1 tháng á, là mình mới bỏ thêm một phần phân hữu cơ nữa nha mọi người, phân hữu cơ vi sinh á. Tốt nhất là anh em nên là mình hòa tan ra, mình ngâm nước đi, ngâm nước hòa tan ra rồi sau đó là mình đem đi tưới cho nó hiệu quả hơn là gãi nha, gãi thấy nó không hiệu quả.
Đó. Tại cái rễ sầu riêng thì nằm trong cái bầu thôi, mình chủ yếu là cho nó nuôi nuôi cái rễ của mình ở trong cái bầu và nuôi cây của mình, sau đó là mình khi mình tưới nước đó, thì nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài thôi, nó không sao hết trơn ha. Những cái cây này nó ra nó rất là yếu nha mọi người. Cái này ra nó cái đọt nó hơi yếu, là lúc mình trồng á là cái đọt này nó ra nè mọi người, nên là nó bị sốc đó, ha. Bắt đầu nó ra đọt mới nè, nó đang đi chuẩn bị đi đọt mới nè, cái lá tí tẹo luôn. Ừ. Tại lúc mình trồng á là cái lá này nó đang đang đi á, ha, nên là cái nó bị sốc á. Ừ. Ý là mình bảo vệ cái rễ nó rất là tốt luôn á, nhưng mà nó lại yếu, tại vì á là nó khác cái môi trường nha mọi người, môi trường đất với môi trường ở trong đó thì nó khác nha mọi người.